Trần Mỹ, nghệ sĩ Mai Vân trong vai chị hai, nghệ sĩ Đức Thân trong vai chị ba, nghệ sĩ Quốc Hòa trong vai thừa tướng, nghệ sĩ Thanh Trực trong vai xã trưởng biểu diễn. Sau đây vở tuồng Nỗi Quan Tình xin phép được bắt đầu. Qua nắp thay mặt cha đứa
theo anh. Ah!
âm về để em bớt sầu bi. Tôi phận vậy là từ nay dầu nắng chiều mưa sông, có âm về sưởi ấm nhà tranh. Yeah.
Oh,
công an chính là nghĩa chướng đã an bài cho số phận của con. Vậy cả đã dây số phận lễ thường đến như Đức Phật mà bao kiếp quan kiên mới thành chánh hoàng. Cây đắng cầm luân cuộc đời gian dở, ta biết con còn nặng nở trần ái. Lạy Phật trời, con biết liệu sao đây? Hay là con nguyện xuống tóc nâng nhờ cửa Phật có được không bạch thầy? Quyền bát nhã mênh mông vô bờ bến, cửa từ bi rộng mở đón chúng sanh. Số phận con còn vướng bụi trần, việc nhân thế con khó lòng rũ bỏ. Thầy ơi, con đây định xuống tóc chưa tròn tóc mi, hay là con quyết một phen mang họ tên chồng, giả nam nhi ra chốn xa trường, trong bồ liễu khóc phần giữ nước có được không bạch thầy? Không được đâu con, xa trường làm sao con sống được, giữa bên tay đã lạc gương khô. Trời ơi, nói vậy đời con nay đã hết nẻo đi, con sống nữa khác gì đã chết rồi. A Di Đà Phật, bạch trình hòa thượng hiện nay đây. Đà Phật, để
sông, tiên dương băng hà, đất nước thanh bình, xa khỏi thế ta về cùng Phật pháp, tưởng gươm máu nằm yên trong lòng đất, nào ngờ đâu thế sự diễu như ta lánh đời, đời chẳng chịu để yên, việc nhân thế khuyên con nên gánh sức. Mai hương con, con nguyện suốt đời cứu vốn phò huy, anh gươm này không được làm điều gì ổ thẹn, giết trừ tội ác, bảo vệ thiện lương, trí sáng như gương, tâm như nhất quyết, thề đi con. Lòng chật hẹp mà con hãy bấy
khoảng mến mông trời biển, giữa phong ba thử sức thử tài, lũ bão tàn tác quái tác oai, con xuống núi hẹn ngày tái ngộ. Thầy ơi, trong lúc biệt ly, xin thầy hãy nhận hộ con một lạy điện này thành kính. A Di Đà Phật. Sư phụ ơi, con sẽ dâng theo lời sư phụ. Đỏ sơn hà nặng triệu hai gia, đem lòng con giả khóc bi ai. Sư phụ ơi, biệt sinh dặm dài dạ tôi đây
sĩ đến gặp ta, có điều chi làm vậy? Giả Trình tướng quân, hiện nay đi đất nước đang cần treo sợi tóc, nên hôm nay tôi đến đây trong lòng chúng rất dữ lớn sông. Ôi, tấm lòng của tráng sĩ thật đáng quý vô cùng. Nhưng mà tráng sĩ này, dạ, sức dốc kia sao hợp với đạo binh? Ta nghĩ với tráng sĩ chuyện đàn hát danh chương thờ phú thì hay hơn. Giả Trình tướng quân, quốc gia hưng dân, thất phu hữu trách. Tuy tôi sức trói gà không chặt, nhưng đừng quên binh pháp vô cùng anh dũng tinh hề bất dũng ta, tướng dũng mưu hề dũng. Come on.
người hãy tỏ bày đánh ta tường danh tánh giới nào. Dạ trình tướng quân, tôi từ miền hẻo lánh xin cứ gọi. Dạ là Trình Lan. Trình Lan hay, tên hay lắm. Này tráng sĩ, dạ bây giờ ta muốn phong cho đó quyền phó tướng, chẳng hay người nghĩ sao? Dạ Trình tướng quân, tôi tài hèn sức yếu, chỉ mong làm sĩ tốt cho tướng quân, sẵn mà góp một tay giữ vững biên thành, nào đâu dám cầu mong tước gì. Ta nhìn ở tráng sĩ dường như là còn ẩn giấu một điều gì kỳ lạ, chưa có đâu tài đánh đức độ như người mà đến bây giờ mới xuất đầu lộ diện là sao? Dạ tướng quân quá lời khen nhờ. Ta nhìn ở tráng sĩ dường như là không dường như là ta đã từng gặp, cho nên đã thấy tình thâm thiết xiết bao. Nhân đây cho ta được hỏi, dạ như đã có ai nam khanh sửa túi hay chưa? Dạ Trình tướng quân, về chuyện ấy thôi. Người nghĩ thế nào? Dạ, nếu được vậy thôi, quả là điều diệm phúc. Tôi đây xin tạc dạ chân thành. Hay lắm, giả thì cao tuổi hơn, ta nhận là anh. Bởi ít tuổi xin xong, hiền đệ. Nào, Trịnh hiền đệ hãy đứng lên. Dạ. Ngay bây giờ, ta làm đệ tớ trước cao sanh trước cả ba. Thank you.
đệ. Dạ. Nào, hiền đệ vào. Dạ, Lê Huynh vào. Hiền đệ ngồi. Dạ, Lê Huynh ngồi. Hiền đệ này. Dạ. Trống canh ba đã điểm, ấy vậy mà giấc nghiệp đệ chưa an sao? Lê Huynh ơi, em không hiểu tại sao không tài nào ngủ được. Hiền đệ này. Dạ. Ba đêm rồi em thức, là anh đây trăn trọc cũng không an đô đệ. Lê Huynh, đối với em anh quá thông tình, nhưng em e cho tướng quân Trần Mỹ sẽ đem lòng ghét ghen đố kỳ. Hiền đệ. Dạ. Anh em ta đã thề đồng sinh tử, cho nên lễ nghĩa kia đừng giữ quá mà mất thân đi đệ hèn. Dạ. Hãy xem hết đi.